Dạ, Sài Gòn hôm nay kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ rồi anh chị, ngày 22 tháng 8 năm 2022. Sài Gòn mình một cơn mưa rả rít vào buổi tối, cũng mới bắt đầu khoảng 15-20 phút thôi anh chị, mưa không có lớn. Em đang có mặt ở khu vực con đường Nguyễn Thị Thập, khu nhà giàu Tân Hưng, quận 7. Phía trước là ngã tư huyện Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập thưa anh chị. Bên trái em có cái Lotte Mart quận 7 đó. Em đang đi công việc bên này vừa mới xong và thấy trời đen nghịt luôn, có sấm chớp, nhưng mà cơn mưa thì nhỏ thôi. Sẵn tiện ở đây trên đường đi về thì em cũng ghi lại một vài cái cảnh sinh hoạt của bà con mình dạo dạo trên con đường Nguyễn Thị Thập này. Chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi tối bình an và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ đèn đường chưa có lên luôn anh chị. Đèn đường chưa có lên luôn. Đây, em lang thang hướng về đường Nguyễn Văn Linh anh chị nha. Không biết là cái camera của em tối như thế này có thấy đường hay không. Mưa thì bay bay thôi anh chị. Hướng này thì chúng ta sẽ chạy về chợ Tân Mỹ đó. Phía trước anh chị, bên trái của em chính là Lotte Mart. Bên phải thì anh chị sẽ quẹo đường Nguyễn Hữu Thọ, anh chị đi về hướng của Nguyễn Văn Linh và đi về Nhà Bè. Chiều tối có cơn mưa như thế này thì bắt đầu bà con mình bây giờ đi về mới nhiều nè anh chị. Em lang thang phố xá một chút, cập nhật vài cái hình ảnh buổi tối ở đây vui nhộn như thế nào. Bên trái thì anh chị sẽ quẹo lên cầu Canh Tẻ nha. Cầu Canh Tẻ đi về quận 4. Không biết trên đường Nguyễn Thị Thập này có bán bánh trung thu nhiều hay không. Sau lưng của em thì anh chị đi về cầu Him Lam, đi vào khu nhà giàu Trung Sơn. Đối với quận 7 thì con đường Nguyễn Thị Thập có lẽ là có cái con đường nó nhộn nhịp bậc nhất của quận 7 anh chị ngày hôm nay. Rồi, em băng qua cái ngã tư rồi. Phía trước là mời anh chị đi về đường Lê Văn Lương. Lê Văn Lương với Nguyễn Thị Thập của khu vực quận 7 thưa anh chị. Đó, trời mưa nhẹ nhàng thôi, không có mưa lớn. Quán xá cũng dọn ra rồi, nhưng mà mưa rồi cũng dẹp vô, để lại mấy cái bàn bánh gạo. À, đây có bánh trung thu. Ngoài ra người ta còn bán thêm cả mấy cái đèn trung thu nữa. Ồ, cơm tấm sườn bì chả. Đèn đường chưa có lên anh chị, giờ chủ yếu là thấy đèn xe thôi. Con đường Nguyễn Thị Thập này mà mưa lớn nó cũng ngập nhiều. Thường thường khoảng 6 giờ là đèn đường lên rồi đó. Hôm nay bây giờ cũng hơn 6 giờ rồi, chưa thấy đèn đường. Có xe cứu thương. Nhường cho xe cứu thương nó chạy trước anh chị. Ở đây là ngã tư đường Lê Văn Lương và đường Nguyễn Thị Thập nha anh chị. Thấy cái cảnh bà con mình đi làm về ha, phố xá thì mưa bay.
thường hay bị kẹt xe lắm anh chị. Trời mà mưa lớn á, mưa như thế này thì cũng đỡ. Ở đây nếu anh chị vào phải thì ra đường Nguyễn Văn Linh đó, và bên trái thì anh chị sẽ đi ra đường Trần Xuân Soạn. Em coi ở đây buôn bán có nhiều đồ ăn không? Đường xá đông lắm anh chị. Vịt hộp, vịt lộn, bún thịt nướng. Hướng này là chúng ta xuống Huỳnh Tấn Phát luôn á anh chị. Cầu Phú Mỹ nữa. À, cầu Phú Mỹ à, sáng hôm nay có một cái xe chở chở dầu hắc hay cái gì đó em quên mất rồi, nó bốc cháy, bốc cháy trên cầu Phú Mỹ luôn, kẹt xe quá trời anh chị. Chào ở Singapore. Đó, trời à, cũng mưa bắt đầu cũng nặng hạt hơn rồi nè. Quán vịt Cam Ranh A Mẫn, bún cháo miếng gỏi. Đó, bây giờ bắt đầu mới mưa. Trời mưa ế, quán ế anh chị. Mấy cái quán lẩu, quán đồ không có người. À, bây giờ thì mấy người đi đường người ta mới mặc áo mưa, em mặc sẵn rồi. Đó, em mời cô bác anh chị đi dạo phố. Tối rồi mà mưa nữa. Tại vì cái giờ này là bà con mình đi làm bắt đầu về cũng nhiều quá anh chị. Về từ 5 giờ nhưng mà rồi lai rai kẹt xe, đón con, mua đồ ăn. Một hồi cũng quay hay tới 6 giờ mới bắt đầu chạy tiếp. Bây giờ mà mưa lớn rồi là về kẹt xe lắm. Em thấy mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi đó. Đó. Bên phải em là những con đường số nên anh chị đó, em chạy một chút. Đây là những cái khu dân cư mới. À, ngày nay ở đây toàn là quán ăn, quán nhậu không. À, lẩu dê nồi đất à, bên tay trái của em đó. Đó, lẩu dê nồi đất ha. Em lau cái camera một cái để anh chị dễ nhìn ha. Trời bắt đầu mưa lớn hơn. Mấy quán lẩu dê này đông quá anh chị. À, vào trong này coi có còn nhiều quán không. Nhiều quán chứ anh chị. Đó. Nhưng mà trời mưa thì cũng vắng vẻ đi nhiều. À, bên trái em là quán Hương Lúa. Hương Lúa Chín. Hương Lúa Chín, người ta để số 9. Em quẹo ngược trở lại ra đường Nguyễn Thị Thập anh chị ha.
mưa bắt đầu nặng hạt hơn đó. Ở đây chúng ta đi hồi cuối đường rồi, dọc đây có những cái khu dân cư đường số phường đây phường Tân Phong đó. Phường Tân Phong, đường số 7 anh chị ha. Phường Tân Phong, đường số 7 khoảng bây giờ mưa là tấp vô thôi. Đó. Đêm mưa của Sài Gòn. Đây đường Nguyễn Thị Thập anh chị ha, em quẹo phải nè. Bánh trung thu. Hủ tiếu. Đó, đồ áo nè, trùm lại hết. Mưa bắt đầu lớn hơn. Đêm hôm mưa gió đi đường cũng vất vả mà buôn bán cũng khó khăn. Đó, hàng quán là hầu như là ế hết, cháo ếch Singapore. Ở đây có cái tiệm quần áo thời trang mới khai trương, bật đèn sáng trưng anh chị nè. Jody. Jody. Việt gì ba? Đâu, em quẹo phải 50m coi. Đường số 53. Coi quán vịt gì ba. Trời rả rít mưa anh chị. Ồ, quán vịt gì ba nằm ở trong này ha. Xa dữ. Đi ngoài đường vô khoảng 50m là có quán vịt gì ba. Rồi em quẹo ngược lại đây. Rồi, em đi ra lại đường Nguyễn Thị Thập. Bên kia thì có những cái quán V4.4. Lúc trước mùa dịch là bên trái em ngay chỗ cái quán King Food này nè anh chị. Có một quán V nữa, 404. Mà dịch xong rồi thì người ta tháo chạy luôn rồi. Còn lại quán 404 làm trùm ở đây. Làm trùm ở đây ngày hôm nay. Thế anh chị. Rồi em quẹo phải tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Thị Thập. Mặc áo mưa thôi. Mưa dậy một hồi cũng ướt. Hàng quán thì người ta trùm lại hết. Đó. Trùm mấy cái bạc đồ lại. Chỗ này là cửa hàng nội thất đó anh chị. Trời bắt đầu tối luôn mà đèn đường chưa bật à. Sáu giờ rưỡi rồi.
chưa thấy mặt đèn đường ở đâu cả. Đó, một vài cái hình ảnh Sài Gòn đêm mưa gửi đến cô bác anh chị như vậy. Đó, sấm chớp anh chị thấy không? Hạt mưa xé xát nỗi buồn, tưng 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 tưng, ta lừa đôi mình tha từ đêm mưa. Hệ thống bò tơ Tây Ninh vắng khách, tiện dụng nè anh chị. Ở đây có cái bảng hướng dẫn nè anh chị thấy không? Chúng ta quẹo phải đường số 41, rồi quẹo trái đường số 32 là chúng ta đi ra đường Nguyễn Lương Bằng. Đó. Em lau cái camera. Nước quá. Đó, anh chị thấy không? Ra đường Nguyễn Lương Bằng. Xe khá là đông. Mưa này giống mưa kiểu mưa dầm á anh chị. Cũng gần hết tháng, gần hết tháng 8 nữa rồi anh chị ha. Thời gian trôi nhanh quá. Cái tiệm bánh Tô Lê Dua này nó lớn ngay cái góc ngã ba luôn. Đèn đường chưa lên luôn á anh chị. Thảm dữ. Mưa không có lớn nhưng mà nó cứ ngang ngửa anh chị ha, cũng không có nhỏ đâu nha. Đó mà cứ nặng hạt như vậy đều đều vậy đó. Cháu ở Singapore này, mấy hôm là bày ra với hết vỉa hè vòng cung mà hôm nay vắng tanh đó. Đó, hủ tiếu rồi đợi khách. Bánh canh cua 389. Mưa đêm. Mưa rơi còn mưa mai nhớ thương ai. Ướt chiều mưa em ơi. So với bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ. Bên trái em là đường Mai Văn Vĩnh. Ô, đèn đường bắt đầu lên rồi, mừng quá. Ôi, sấm sét kìa anh chị. Trời, mưa không có lớn mà sấm sét. Đánh sáng trời, xé bầu trời rồi. Gà vịt quay gì này. Hủ tiếu xương 30.000. Đó. Cơm tấm bụi. Dạ. Đi vòng vòng rồi trường ngày mưa đêm mà làm dĩa cơm tấm. Ấm ấm nóng nóng này thôi anh chị, đã lắm. Mưa dầm.
mưa dầm thì thấm lâu. Ngày xưa đêm đêm lúc mà ở nhà mà mấy cái mùa bắt đầu đi gieo mà thấy mưa dầm dầm dưới này đi cày đi bừa rồi đó anh chị, khoái lắm, đất nó mềm. Mưa dầm bên tay trái của em là đường Lâm Văn Bền đó anh chị. Đây là một cái ngã ba, thường thì là bà con mình đi xe là người ta chạy luôn đó, chứ người ta không có đứng lại đâu. Nhưng mà ở đây thì anh chị thấy là nó không có cái đèn xanh dành cho xe máy đi thẳng ha, là đôi khi thì mình cũng phải đứng chứ, lỡ may công an họ đứng trên kia cái vừa đó đó, công an đây này, hai ba anh công an này đó đang đang bảo mưa chạy đó đó đó. Anh chị thấy không, chỗ này hình như là cấm quẹo, cấm xe hơi quay đầu quá nha. Em không thấy, bên kia không thấy, nhưng mà bên này có cái bạn cấm xe hơi quay đầu. Nước cũng đọng lại quá trời, anh chị thấy mưa dầm dầm như thế này mà nước nổi hết. Chứng tỏ là ở khu vực quận 7 này là đường xá ngày hôm nay là nó muốn ngập hết rồi anh chị. Rồi em chạy lên phía trên. Phía trên là đường gì đây? Có phải là đường Tân Mỹ không? Hình như là đường Tân Mỹ anh chị. Đúng rồi, mấy hôm thì em hay quẹo qua chợ Tân Mỹ, nhưng mà hôm nay thì chắc là em mời cô bác anh chị đi luôn. Chúng ta đi thẳng tới Huỳnh Tấn Phát thôi. Đêm hôm đi bán đồ. Nếu mở đường này phải về đường Lâm Văn Bền không anh? Lâm Văn Bền anh đi ngược lại qua rồi. Đấy đi rồi. Ngược lại đúng rồi, tới cái ngã ba đầu tiên á. Rồi em mời cô bác anh chị đi lang thang nhậu phố một chút trong cái đêm trời mưa. Trời mưa ế ẩm này anh chị nha. Đèn đường vừa mới lên nó cũng sáng hơn một chút. Mưa có chút xíu mà hả, nước nè, mưa đâu có lớn đâu anh chị. Nãy giờ anh chị thấy không, em chạy lên đây một chút để anh chị quán xá đóng cửa hết. Bên này có quán Phú Quý bò nướng, anh chị thấy là trời mưa mưa cái vắng tanh luôn, không có khách khứa gì hết. Phú Quý, dê Phú Quý Sài Gòn bò nướng, không phải dê. Mới khai trương anh chị, 19 tháng 8 à. Khuyến mại 15% trên tổng bill từ ngày 19 tới ngày 23.
Ai thích ăn bò nướng ghé đây được khuyến mại nè anh chị. Nước cũng quá trời ha. Mặc dù mưa nhỏ. Cơm tấm bún bò quán xá là héo hon hết. Ở đây là cái ngã tư đa khoa đây anh chị, giữa huyện Văn Linh và huyện Thị Thập. Qua bên kia là có cái cầu đa khoa và tới bệnh viện quận 7 đó. Rồi em dừng ở đây luôn. Đường này thì bên trái anh chị sẽ đi về khu chế xuất Tân Thuận ha. Bên phải thì chúng ta chạy về Nguyễn Lương Bằng này, về chợ Bình Điền. Đó, anh chị thấy không? Sấm sét lâu lâu cái sáng trời. Xe cộ đứng ngã tư rồi cũng đông. Rồi ngã tư này thì em chạy nhanh một chút anh chị, để qua cái ngã tư này. Ngã tư này cũng nguy hiểm lắm anh chị nha. Để xe tải, xe ben, container rồi rất là nhiều á. Đây là ngã tư đa khoa với cái cầu đa khoa. Đèn trên cầu thì mờ căm mờ tịt. Rồi hướng này thì anh chị chạy tới Huỳnh Tấn Phát. À, mà anh chị xuống cầu ha. Đó, các cái quán vỉa hè che cái bạt ra. Đó, bên phải em là bệnh viện quận 7 này, bệnh viện đa khoa quận 7. Thành thử là cái cầu và cái ngã tư sau lưng em người ta gọi là cầu đa khoa và ngã tư đa khoa luôn. Dưới này thì nó vắng hơn anh chị ha. À, bắt đầu tới phía trước là chúng ta tới Huỳnh Tấn Phát rồi. Bớt mưa luôn rồi anh chị. Bên phải là đi về trường quốc tế Việt Úc. Đó, sáng trời luôn anh chị ha. Sấm sét đánh ở đâu. Mấy cái quán vỉa hè trời mưa mưa như thế này ấy, không có khách.
Tới đây là em tới chuẩn bị tới đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập anh chị. Đi thẳng lên cầu Phú Mỹ đó. Về đêm thì không biết là đêm mưa nữa thì cô bác anh chị thấy con đường này nó như thế nào ha. Hàng quán thì vẫn bán thôi, nhưng mà ế ẩm hơn. Cháo chè tổ yến. Đó, quán này là mấy cái quán hủ tiếu. Xe hủ tiếu. Sầu riêng miền Tây. Cơm, bún, bò kho, giò heo. Ở ngay cái vị trí này thì anh chị mà quẹo phải thì đi về Nhà Bè, ngay chỗ Phú Xuân, cầu Phú Xuân. Còn quẹo trái thì anh chị sẽ đi về khu chế xuất Tân Thuận, qua cầu Tân Thuận để về quận 4. Phía trên là cầu Phú Mỹ đó anh chị. Đường Huỳnh Tấn Phát đây. Rồi, em mời cô bác anh chị quẹo tay phải luôn. Trời vẫn còn mưa, trời còn làm mưa. Trời ở đây ngập nè, ghê. Ngập luôn mới chịu. Để em quay ngược lại, mời anh chị xem cái chỗ ngập nước. Xe bồn, xe ben quá trời luôn. Đấy, người ta đi rồi, người ta đi rồi. Đu theo anh chị. Đây là Huỳnh Tấn Phát giao với lại đường Nguyễn Thị Thập. Đi thẳng thì anh chị đi về khu chế xuất Tân Thuận ha. Bên phải anh chị đi lên cầu Phú Mỹ và đi lên đường Tàu Trí, về đường Tàu Trí. Ở dưới này coi bộ hồi nãy mưa cũng khá lớn, thành ra là em thấy nước nhiều. Đây em quẹo ngược trở lại nè. Bên hông cái cầu, góc cầu Phú Mỹ. Xuống đây không biết là có hướng quẹo lại không. Trời, tới này tối thui luôn á anh chị. Có đèn xe mà nó cũng không có.
dấu hiệu gì hết. Cái cầu vượt ở trên, cái cầu ở trên là đi xuống đường Nguyễn Văn Linh á anh chị. Xe từ cầu Phú Mỹ bên kia thành phố Thủ Đức á, họ đi xuống đường Nguyễn Văn Linh. Chỗ này tới thui luôn, bên phải em ở đây mới có một số cái nhà người ta lên đèn. Cái cầu này không biết là có quẹo trái qua được không đây. Trời ơi, dưới này không có đèn đường luôn, có mấy cô đi mua ve chai nè. Anh chị sẽ không thấy gì hết á. Có chỗ qua đường, có chỗ quay ngược lại hay không đây em cũng không biết nữa. Đây, ở đây chắc có chỗ quay. Đây, 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 đây. Đây, vô bãi giữ xe. Đây, quẹo ở đây anh chị. Sấm sét tùm lum. Đây cái đoạn này nè, trời nó tối thui luôn, mà nước không là nước. Hướng này là em đang chạy ra lại cái đường Huỳnh Tấn Phát anh chị. Chỗ mà em quẹo lúc nãy ở trong cái clip đó, bọc xung quanh cái cầu. Bên đây thì có ánh sáng rồi. Dường như nước ở đây là nước đọng hay sao? Đây anh chị, quá trời. Đường xá cũng rất là khó đi ha, leo lên này, xuống này, nước quá trời này, cống ít chết thở. Em vừa mới bị lọt hố anh chị. Lọt hố ngay chỗ đó. Giờ mới chạy ra Huỳnh Tấn Phát. Rồi em đi con đường Huỳnh Tấn Phát này một đoạn nữa anh chị ha. Ồ, Huỳnh Tấn Phát chiều tối mưa. Giờ cũng ngớt mưa nhiều rồi anh chị. Úc Loan, cháu ếch Singapore. Dưới này buôn bán nhộn nhịp quá luôn anh chị thấy không? Đó. Đó. Hết mưa một tí xíu như vậy bà con mình làm ăn kiếm chút cơm qua ngày anh chị. Cô đi mua ve chai, cái xe nó quẹo qua một bên luôn. Thôi vị trí này thì chắc là em cũng xin tạm dừng cái clip của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Mời anh chị đi dạo phố một chút như vậy thôi. Có cái này, có cái kia, cũng có cái nơi sáng, nơi tối, có cái hay, có cái dở. Tất cả những cái điều đó nó làm thành một cái clip trong cái buổi tối mưa dầm Sài Gòn quận 7. Em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui, bình an và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.